Đến đánh ghen đúng không? Đấy, nói ngoài lề là đến đánh ghen đúng không? Còn anh nói là vì không đăng ký là kiếp gì ở đây thì không nên ở đêm qua đây nhá. Đấy, anh em xuống giờ này đã qua 10 giờ rồi đúng không? Anh có chứng minh thư đấy không? Thôi hỏi thế là biết rồi. Đấy, nhưng mà nói chuyện ngoài lề là vợ chồng tôn trọng nhau nên như thế. Bây giờ chưa ly hôn thì nếu không ở được nhau thì ly hôn. Còn em ấy, chồng như này rồi bỏ mẹ đi, ở với nhau làm cái gì, đến đây làm cái gì nữa hả? À, đến đây làm cái gì nữa? Đấy là nói chuyện ngoài lề nhá. Ừ, không, anh nói đây là anh nói chuyện ngoài lề. Chồng như thế này em ở với làm cái gì nữa, bỏ mẹ đi thế thôi nhá. Gọi công an xuống làm cái gì? Đề thì rốt cuộc là bây giờ là câu chuyện vợ chồng thì mình tự nói chuyện với nhau thôi nhá. Ê, anh khởi nhá. Em bảo rồi là không nên ở đêm qua đây khi mà mình không có cái đăng ký gì ở đây cả nhá. Yeah.
tối hôm trước thì cháu cũng đã gặp bạn ấy ở tại nhà của bạn ấy thuê ở ngoài Hà Nội rồi, nhưng mà bạn ấy vẫn không ra mặt nói chuyện. Thì một lần là ngày hôm nay cháu cũng đến đây để cháu xin câu chuyện với hai bác. Thực sự là cháu cũng không muốn làm to chuyện, dừng lại cái mức gọi là bạn bè thầy giáo. Nếu như mà em Thủy Vu không biết anh Khởi đã có vợ có con rồi thì bọn cháu lại không vấn đề gì cả. Rồi cháu thì lúc đấy có thể là đáng trách anh chồng vì đã vì cái gọi là bản tính rồi mà thường là đâu. Thì lúc đấy thì thôi là em Thủy Thu làm lại. Nhưng mà đây em Thủy Thu đường đường chính chính gặp chị Yến và làm việc với chị Yến, tại vì chị Yến là quản lý được phòng khám đấy, là quản lý cho còn anh Khởi là chuyên môn tại chuyên môn bạn này mới là người quản lý phòng khám. Nhưng mà em đến biết nói chuyện tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà em ấy là người luôn chủ động và tiến đến với mối quan hệ này. Thì trong cái thời gian của mối quan hệ, nếu mà để phát hiện là hơn một năm nay rồi. Còn nhưng mà Yến là một người vợ rất là tin tưởng. Yến là một người vợ, Yến chỉ nghĩ đấy là một mối quan hệ gọi là thầy giáo sinh viên, không quan tâm nữa. Tại vì những mối quan hệ đấy rất bình thường. Nhưng mà đúng là đến bây giờ sự việc nó đi quá xa, không nghĩ lại đến cái mức gọi là hai anh chị và đã ở cùng với nhau sinh hoạt như vợ chồng, và hàng xóm láng giềng của khu chung cư đấy đã bảo đôi vợ chồng trẻ này mới cưới nhau và mới chuyển đến đây từ đợt tháng 5, tháng 6 thì đấy cháu cũng không rõ. Nhưng mà hàng xóm láng giềng đã kể hết tất cả mọi việc để họ nghĩ đến là đôi vợ chồng trẻ. Và khi mà chúng cháu mà đến trực tiếp cái ngôi nhà đấy, nói chung là qua bao nhiêu lần theo dõi là đi ra đi vào các thứ sinh hoạt như vợ chồng với nhau rồi, không còn một cái gì gọi là bảo là học trò với cả thầy giáo nữa đấy. Và đến hôm họ là bắt gặp hai anh chị ngủ 12 giờ của cháu đến, và hai anh chị ăn sinh hoạt đấy. Sinh hoạt cái gì thì cháu nghĩ là các bác cũng là bố là mẹ, các bác sẽ hiện được đấy. Thì chúng cháu xin phép chúng cháu xin kể chi tiết. Còn tất cả mọi chứng cứ, mọi thông tin chúng cháu đã có clip và hôm nay chúng cháu mang về hết đây cho hai bác xem luôn. Thế thì hôm nay chúng cháu đến là để trình bày với hai bác như thế, thì xem là hai bác hướng giải quyết như thế nào. Tại vì khi gặp em Thu không hề thấy có vợ, có chồng, có vợ, có anh Khởi, có bạn ý, có anh chị, cháu là chị của bà này đến đấy, nhưng mà em không hề hối lỗi, rất mặc rất là cân cân và thể hiện ta đây là không sợ ai hết. Thì cháu không hiểu là em ý đang như thế nào, người vợ, người mẹ rồi, thì bác xử lý như thế nào trong cuộc đời này. Bác nói chuyện với thôi, vâng, bác sẽ nói chuyện hai chiều. Bạn không biết, vâng, hẳn không thì chỉ còn đến đấy là hẳn cùng giới thiệu mấy nhà bạn thì không biết là hẳn đã có vợ, vâng, đến có vợ thì đã bảo cháu đi luôn. Vâng, đấy thì cháu, thì cho nên là hôm nay là chị em cháu đã xin phép là về đây là sẽ bác. Còn đây là cháu cũng chứng minh cho hai bác luôn, đây là giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng. Và Khẩu đang nhận nhờ nhà vợ, anh này đang ở nhờ vợ, nhà đang ở là nhờ nhà vợ, nhà bạn này mua cho tất cả và đang ở nhà vợ. Lấy nhau từ năm 2016 rồi và cả hai con gái. Trong quá trình anh Khởi quan hệ với bạn này là từ khi bạn này mang bầu có con vào hỏi. Chúng cháu cũng là người có học có hạ hành, cho nên chúng cháu sẽ không xử sự như là những cái người mà cái như là cháu cũng trước mắt để vụ việc đến dẫn đến là lớn. Thì chúng cháu là từ Hà Nội chúng cháu đã phải xuất công chúng cháu vào đây để gặp hai bác, thưa chuyện với hai bác. Và khi vào nhà hai bác thì chúng cháu cũng là không nghĩ là tại sao hai em có một cuộc sống thật là rất là sang trọng ở ngoài Hà Nội, mà đúng là cháu về cháu nhìn hai bác rất là chân chất. Đấy, cháu không nghĩ là em lại xử sự một cách thiếu suy nghĩ này. Cháu vẫn như bạn cháu bảo là em bây giờ em mới lớn, cái sự bồng bột cái đứa trẻ mới lớn ấy nó khác thì thôi. Và nhiều hai bác là về bảo là em nó, chứ thực ra cái mối quan hệ này không đi đến đâu cả. Tại vì anh Khởi ấy, tại vì bạn này vẫn yêu chồng, vẫn thương chồng, vẫn chăm chồng, không có vấn đề gì cả. Vậy nó cũng không có vấn đề gì, không có khác nhau, chứ không hề nói là ly thân hay là ly dị hay là cái gì cả. Cho đến thời điểm bây giờ cũng chưa hề có chuyện gì nên cháu vẫn rất là tin tưởng. Cháu vẫn nghĩ là chắc là chuyện nghề con gái mới lớn thì lưỡng một thời gian nó là chuyện bình thường. Thôi đâu thôi, bà Hòa nhé. Bây giờ bà Hòa phải đâu nhé. Thứ nhất là nửa bạn cũ thì là gia đình đau thật, bà cũng không nghĩ rằng cái chuyện nó đến nhìn vào đây như thế này. Bởi vì thực tế ở đây nhà bà đây thì chân thôi, đừng quá xa, để sao để cách với cháu nó
Cháu xin cắt lời hai bác. Đây, trước từ lúc nãy hai chị em cháu nói không phải đổ tội cho hai bác, mà hai chị em cháu vào đây đang nhờ sự can thiệp của hai bác. Tại vì sao? Tại vì bạn Yến đã nói chuyện với cả em Thu rồi, nhưng mà từ đầu chị em vẫn có liên lạc với nhau, vẫn nói chuyện, nhưng mà em ấy cắt toàn bộ mọi thông tin liên lạc, không để liên lạc một thông tin gì mở ra để cho bạn Yến liên lạc lại được, đúng không ạ? Và thứ hai là anh Khởi, phía anh Khởi, công việc của anh ấy, cái môi trường làm việc của anh ấy là phải đi liên tục, tại vì anh ấy làm các tỉnh như thế này, anh làm bác sĩ cộng tác các tỉnh như thế này, anh ấy đi liên tục. Và bây giờ là một người vợ, chỉ cũng chỉ biết lịch công tác của bạn thầy của chồng thôi, chứ bây giờ bụng thì đang mang nặng đẻ đau, con bây giờ bằng là thế đấy, con thì nhỏ thì làm sao mà có thể nói nha, kể cả hai chị em cũng hiểu ngoài chứ đâu có phải là một người linh thì không thể thì không đâu sao cái sự vụ thế này đến cái giai đoạn thế này đâu, hiểu luôn đấy chị em phải biết bảo nhau. Bây giờ, bây giờ mà nói ra thì thực sự là người vợ chưa quan tâm đến chuyện. Đúng rồi, đúng là đáng trách. Người vợ không quan tâm tại vì người vợ phải lo quản lý mọi thứ công việc. Bây giờ gia đình có trách nhiệm. Chứ còn bây giờ nói nhảy ra một cái lớn hơn nữa thì đầu tiên là cháu là phải chịu trách nhiệm. Đúng rồi, chịu trách nhiệm thì còn gia đình không gia đình nào muốn một con gái gì như vậy không trong đúng không? Và cháu cũng nói kể cả anh Khởi vào đây một hai lần anh chưa bao giờ nói đến gì đấy, nhưng mà giữa gia đình chủ có em thì Thu Thị em cũng có một cái quan hệ rất rộng để mà giữa anh Khởi hai chị em cần là anh Khởi như thế này thế nào đấy, làm sao gia đình chủ ở cách 300 cái sổ là sao vậy thế? Chị và chị em quản lý lại nhau. Giờ chú trước mắt với chủ giáo sự việc đã đến như vậy, cháu là người chịu trách nhiệm về mọi mặt đối với em Phúc. Con con bây giờ còn việc này là việc của cháu, việc của gia đình chủ. Thế thì cháu, thế thì nhân đây cháu xin hai bác, nếu mà bác đã nói là việc của trách nhiệm của bạn Yến là vợ đúng không, thế thì cháu xin hai bác khi mà có chuyện gì xảy ra chúng cháu cũng sẽ xử lý.